sẽ là một huấn luyện viên trẻ tuổi. Huấn luyện này sinh năm 2008. Có vẻ như là để lấy được lì xì của ban tổ chức cũng không phải là đơn giản đâu ạ. Vận động viên chú ý không nghe khán giả nhiều. Khán giả ở hai bên trống ạ. Rồi chúng ta lùi ra khỏi bên trống ạ, nếu mà không sẽ đánh vào đầu đấy ạ. Tôi đã nhắc rồi nhưng mà vận động viên không nghe. Không nghe khán giả với Tùng Khánh vẫn không chịu trống. Trò này yêu cầu chúng ta phải phán đoán đấy ạ. Phán đoán từ bước chân ạ. Xếp hàng ạ, phải xếp hàng đấy ạ. Đề nghị xếp hàng ở ban tổ chức chú ý là chúng ta sẽ phải xếp hàng đấy ạ. Rất tiếc với chị áo đỏ là chị đi sớm quá, chị trúng trống nhanh quá, thế lại không trúng trống. Xin mời thí sinh tiếp theo ạ. Hiện tại ban tổ chức còn đang rất là nhiều lì xì đấy ạ. Xin mời người chơi của chúng ta tiếp tục ạ. Đề nghị khán giả hai bên cổ vũ ạ. Đề nghị khán giả hai bên cổ vũ ạ. Hiện nay ban tổ chức còn rất là nhiều lì xì đấy ạ. Đề nghị bà con chúng ta tiếp tục đăng ký tham gia. Đề nghị khán giả cổ vũ ạ. Ban tổ chức xin nhắc lại ạ. Chúng ta sẽ tiến đến gần trống và đánh dứt khoát. Chúng ta không được phán đoán ạ. Đề nghị bộ phận hỗ trợ. Đề nghị bộ phận hỗ trợ. Các con nhân dân chúng ta ban tổ chức đề nghị mọi người ở phía này.